cái kẹp ha. Cái này cái kẹp của hãng Tosen 4 inch nha mọi người. Thì công dụng của này dùng để kẹp những cái gỗ hoặc là chúng ta cần làm gì cần kẹp lại đó. Thì cái ngàm là 4 inch ha. Thiết kế bằng nhựa rất là chắc. À. Cái này có giá là 20 ngàn một cái nha mọi người. Rất là đẹp. Đây. Thì hãng Tosen này cái là cái làm hãng sản xuất đồ công nghiệp nên làm rất là chắc. Và loại nhựa tôi cảm nhận cũng là cái loại tốt. Thì với giá 20 ngàn này chúng ta mua về ta kẹp các đồ sử dụng trong công việc ra đó thì tôi nghĩ rất là hợp ha. Thì cái ngàm này là ngàm 4 inch. Ngàm 4 inch kẹp rất là chắc ha. Đó, rất là chắc. Nào. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ mua cái kẹp này thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên bên trên nhé. Giá 20 ngàn một cái nha mọi người. Hãng Tôn Sen. Rất là đẹp. Rồi, cảm ơn, xin chào.